Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh Ngọc Bích Lan TN của em nhé. Lời đầu thì em xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha các anh chị. Và hôm nay thì ở cái video này thì em sẽ giới thiệu với mọi người một món, đó chính là món kim chi cấp tốc nha. Và ở cái video trước ấy thì em cũng đã chia sẻ với mọi người cái cách làm kim chi này như thế nào rồi ấy. Nhưng mà em có nhận được mấy cái comment và mấy cái lời hỏi là mình kiểu là trong cái clip trước ấy thì em không có nói, đâm ra có lắm cái mà em viết ra mọi người chưa hiểu rõ lắm á. Thế thì ở video này thì em sẽ chỉ tường tận hơn nha. Hy vọng là mọi người sẽ thành công với lại cái món kim chi này nhá. Thì đầu tiên thì mình phải cần chuẩn bị đó chính là cải thảo rồi. Và đây là có ớt sừng nè, cà rốt nè, táo tàu nè. Và cái cây cải bao ấy thì mình chọn cho em những cái cây cải bao mà nó trắng nè. Thì mình ăn kim chi thì nó rất là ngon. Cái cây nó mà nó bao chặt một chút ấy thì mình làm kim chi nó ngon mà nó trắng hơn. Thì mình sẽ cắt ra, mình sẽ rửa nhé cả nhà. Cắt ra rửa như thế này, rửa sạch cho em. Mọi người ngâm vào chậu nước rồi mọi người thả cho em mấy hạt muối vào đó. Đó, xong mọi người rũ thật sạch rồi, rũ ráo nước ra nha. Mọi người để ra một cái mâm cho em. Nhớ là rửa sạch xong mình phải hất sạch nước này đi. Thì tín hôm mình làm ấy thì nó mới không bị nhiều cái nước đó ở lại. Cái này cũng là một cái mẹo đó mọi người. Chứ mọi người mà để nó ướt quá thì tí nữa mình nhúng vào nước ấy thì nhúng vào nước sôi ấy thì nó sẽ lâu chín hơn á. Là mình sẽ vắt thật sạch nha. Là vắt và mình rũ thật sạch, rũ càng sạch càng tốt. Đó. Mọi người sẽ rũ như thế và rũ hết chỗ cải bao nha. Xong mọi người để ra như thế này cho em. Đó. Cái kim chi này ấy thì mình làm rất là nhanh thôi. Bây giờ mọi người sẽ chuẩn bị cho em một chậu nước nè. Đó, đun sôi lên, cho một thìa muối và mọi người cho một thìa đường vào đây cho em. Quấy đều lên. Rồi mình sẽ thả cái rau mà mình vừa để khô đó. Đó, cái rau vào. Bây giờ mọi người thấy nó mềm như thế này chưa? Mình không cần chín đâu nha. Vừa nhúng cho em, nhúng xuống và mình thấy nó mềm cái cọng như thế này á. Đó, thấy không? Nó mềm cái cọng như thế này là ok, mọi người bỏ ra cho em. Chứ đừng cho nó chín nha mọi người. Nếu mà nó chín ý, thì là kim chi của mình nó không ngon. Đây nè, sau khi mà mình vớt ra được như thế này rồi, mọi người sẽ rắc cho em. Xem tùy vào lượng kim chi mọi người làm nhé. Mọi người cứ phủ cho em một lớp đường như thế này. Thì biết tại sao mà phủ lớp đường không? Phủ lớp đường này ấy, thì nó giúp cho cái kim chi của mình nó sẽ ngọt và ngon. Bây giờ táo này thì sắt ra. Rồi cà rốt cũng nặng ra. Rồi còn một ít thì mình sẽ cho vào đây mình giã nhuyễn nha. Giã nhuyễn này thì gồm có ớt nè, cà rốt nè và táo tàu này. Mình giã nhuyễn ra nó được hỗn hợp như thế này. Thì mình sẽ cho một ít tỏi nữa. Rồi mình sẽ đổ cái bột ớt Hàn Quốc này vào đây nha. Rót cái ớt Hàn Quốc này vào ấy với mục đích là để cho cái màu ấy của nó lên màu. Đây này mọi người, đảo trộn đều lên. Khi mà mình trộn đều như thế ấy, cái màu của nó lên màu đỏ và cực đẹp luôn ấy. Tí nữa mình sẽ trộn vào cái gia vị ấy. Trời ơi, màu nó lên là mê luôn nha. Mà cái ớt này rất là hay nha. Cái ớt này mình để nó một lúc á, mình để tầm độ 15 phút là nó sẽ đỏ mà màu đẹp lắm nha. Chứ khi mà mình vừa mới trộn ấy thì nó không được đẹp lắm. Nhưng mà khi mà mình để 15 phút ấy thì rất là đẹp luôn. Bây giờ mình trộn vào gia vị nè. Đó, trộn vào gia vị và mọi người bóp đều cái gia vị này lên cho em. Đó, thấy chưa, trộn đều như thế. Trộn vào rồi. Bây giờ thì mọi người sẽ trộn đều cái này lên nha. Xong mọi người chờ trong vòng 15 phút cho em là ok. Là nó sẽ ngấm và nó sẽ lên màu đẹp lắm nha. Đó. Nhanh lắm, cái này mình làm cái món kim chi này còn chưa đầy 1 giờ á, là mình đã có ăn rồi. Và mình chỉ cần vắt thêm một ít chanh vào nó thôi là đã có món kim chi cực kỳ là ngon luôn. Bây giờ mình trộn lên nó lên ngả màu như thế này. Mọi người chờ cho em 15 phút nha. Chờ cho em 15 phút thì mọi người sẽ cho cái kim chi, cái cải thảo mà mình vừa ướp đường ấy. Cái cải thảo mình vừa ướp đường này vào đây để trộn với cái gia vị này. Xong mọi người để chờ 15 phút là ok.
chờ 15 phút là sẽ ngon. Đấy mọi người thấy không? Cái gia vị này mình để ngâm 15 phút nha. Đó, sau khi 15 phút này, mọi người thấy màu của nó khác chưa? Đó, nó đã lên màu như thế này rồi. Bây giờ mình cho cải thảo ngâm đường này vào. Đó, cái cải thảo mà mình ngâm đường này là nó đã ngọt rồi nha. Nó ngọt mà nó ngon. Đấy, bây giờ mình nhìn cái cải thảo này là đã thấy nó chín rồi đúng không? Mình trộn thêm cái gia vị này vào và vắt thêm một ít chua vào nữa là tí nữa là có kim chi chén rồi. Ở video này ấy, thì em đã chia sẻ với mọi người công thức làm kim chi cấp tốc rồi nhá. Thì mọi người chỉ cần rửa sạch cải thảo để khô. Mọi người chuẩn bị một nồi nước sôi, nhúng cải thảo vào, khi mà nó mềm ra một cái là mọi người vớt ra, nhúng thật nhanh nha cả nhà. Và mình sẽ trộn với lại gia vị mà đã trộn gồm có tỏi, ớt, cà rốt và táo tàu giã nhuyễn, và mình trộn bột ớt Hàn Quốc nha. Hy vọng là mọi người sẽ thành công với cái công thức mà em chỉ với mọi người và có một món kim chi thật là ngon cho gia đình thưởng thức nha cả nhà. Chúc các anh chị thành công với món này. Và video của em hôm nay đến đây cũng là kết thúc nhá. Em cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã luôn luôn yêu mến và ủng hộ cho những cái video mới nhất của em nha. Và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục trong thời gian tới và ủng hộ em nữa nha mọi người. Chúc mọi người một năm mới thật là nhiều bình an, may mắn và luôn thành công trong cuộc sống nhé. Và video của em hôm nay dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở một cái video gần nhất của kênh Ngọc Bích Lăng TN nha cả nhà. Nhớ đón xem, và ai chưa rung chuông nhớ cho em một cái chuông để mọi người nhận những cái thông báo mới nhất từ kênh Ngọc Bích Lăng TN của em nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.